nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Với những tổn thương mà bị cáo đã gây ra cho tôi thì có rất là nhiều ám ảnh sâu sắc trong thâm trí và kể cả thân xác tôi. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo và bà Quỳnh đã ly hôn vào tháng 5 năm 2019. Lý do ly hôn là trong thời gian sống chung thì chúng tôi đã có những mâu thuẫn với nhau. Bà Quỳnh liên tục chửi mắng và xúc phạm nhân phẩm của tôi. Bị cáo đã có hành vi bạo lực vô cùng man rợ. Bị cáo đã nhiều lần đánh vào vùng ngực, bụng, hông và tay của bị hại. Hậu quả làm bị hại bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35%. Bị cáo dùng hung khí nguy hiểm là gậy gỗ tấn công trực tiếp vào vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại nên đã đủ yếu tố để cấu thành tội giết người. Bị cáo còn ham dọa người, can ngăn và không có thái độ thành khẩn, không đưa bị hại đi cấp cứu. Bị cáo còn có tiền sử đã bị công an thành phố Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng. Lúc bị cáo đánh bị hại có ở trong tình trạng tỉnh táo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa đại diện viện kiểm sát. Lúc đó thì bà Quỳnh đã liên tục chửi mắng và thách thức bị cáo, nên là trong lúc nắm giận bị cáo đã không làm chủ được hành vi của mình, dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Xử phạt Vũ Văn Hùng 3 năm về tội giết người, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đầu thi hành án.